Vâng, em chào các bác nhé. Đấy. Đây em tiếp tục có một con vang của bọn Neque là vang số luôn nhé. Vang số cho anh em thợ thanh lý, cho anh em thợ về 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 mang đi lắp sự kiện, hoặc là mang đi anh em nào ai có các cái đồ cho thuê âm thanh sự kiện nha, thì lấy về dùng nhé. Neque. Đấy. Con Neque này thì là một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của nội địa Trung Quốc rồi, đúng không ạ? Đấy. Mã con này cách 600 nhé. Đấy, hàng về thì con này thì là nó vẫn đang còn lên điện đầy đủ hết nhé. Đấy. Đấy. Con này là còn sót sọt lại của mấy cái con còn còn sót sọt lại của mấy cái đời vang số. Đấy. Mà nhà em vẫn đang làm ngày trước. Đấy. Bây giờ thì nhà em nghỉ karaoke rồi nên là đây còn sót lại còn em bán nốt nhé. Đấy. Cách 600. Vỏ nó đây. Nó đây. Đây để trong kho lâu nó cái nọ đèn kia vỏ hơi ẹp một tí. Đây. Vỏ hơi ẹp một tí mất rồi. Nha. Không biết là cái xốp để đấy của nó đâu rồi ấy. Đây khá là bây giờ còn một cái vỏ của cả đấy ở đây. Này, nó cũng là con Neque cách 600 này. Vàng số nhá. Hàng nó ghi rất rõ ràng là made in gì luôn đây, các bạn thấy không ạ? Made in gì đây nó ghi rõ ràng luôn nhé. Có cả QR check cả nơi luôn. Này, hàng xịn của Neque luôn nhé. KX600. Đấy. Đấy, con này thì ngày trước là giá của nó cũng những cái dòng băng số này các bác biết rồi đấy, rẻ nhất, rẻ rách nhất của nó cũng phải tầm khoảng 2 triệu, hơn 2 triệu. Đấy, những cái con như con KX600 này dòng cao cấp mà có rất nhiều con nút chỉnh như này thì nó có cả Music EQ rồi các thứ ở trên đây như này nhé, thì nó không hề rẻ đấy. Kể cả vang bãi của nó bây giờ cũng phải 3 triệu đấy. Đừng nói là vang mới của nó phải tầm 4 triệu hơn 5 triệu đổ lên đấy. Như cái đời cái 600 này. Thôi con này còn con cuối thì em cũng xả luôn nhé. Xả luôn. Em không bảo hành gì cái này đâu nhé, về các bác tự test nhé. Đấy. Cái 600 nhé. Đấy. Em không có đồ test ở đây, em cũng lâu lắm rồi em cũng không không làm bọn này rồi. Đấy. Nhưng chắc bọn này thì cũng không làm sao đâu vì con này hàng còn mới mà để trong hộp thôi. Đấy thì con này thì là cách 600 này nhá, thì là em bán giá là đi 1 triệu 550 nghìn. Bác nào đang có nhu cầu mua thì liên hệ sớm cho bên em nhé. 1.500.000 đến con số này về các bác chạy sự kiện hoặc là anh em thợ lấy về mang lắp cho nhà dân nhé. Vâng, mang lắp nhà dân đấy, các bác cân đối giá nào cho nó bình dân tí để cho khách có cái bộ bình dân nhé. Vâng, ok, em đấy em kết thúc ở đây nhé và xin hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em. Xem nào, đằng sau đây có những cái input gì đây. Có cổng quang luôn đây này. Con này có cổng quang nha, cắm tim smart được. Cổng quang là rất nhiều các video input đằng sau này, đường AV input này, đường audio input này. Úi giời, breakout đầy đủ hết này. Nhá. Đấy. Vâng nhá, thế đấy cái này về các bác tự tìm hiểu nhá, effect vol này rồi mix vol rồi music vol này. Đấy nhá, cái này là về về mọi người căn chỉnh nhá. Đấy. Về lên mạng xuất cái phần mềm chỉnh vang số cách 600 của Neque là có rồi. Đấy, ok nhá, em xin chào các bác. Vâng.